Em thường thừa lệnh của chư Phật đem cái dấu hiệu này để mà nhập phàm, để mà những người hữu duyên là đeo cái dấu này để được cái thần hồn được cứu lúc mà lỡ mình có gì thân lìa khỏi xác. Chứ giờ anh mang một cặp hột sòn á, lúc mà anh ra đi á, chưa chắc là nếu anh không biết dấu này, không biết anh đi về đâu á. Thiên tâm là cái tâm thiên, tâm là ví dụ là có một cái mà người tâm linh họ hiểu, những vị hòa thượng lớn hiểu là thế gian này có giỏi cỡ nào đi nữa, những nhà xuất chúng, cả sư cô vô thượng sư có cả mười mấy triệu tín đồ, cả những nhà xuất chúng thế gian, cả ông Lý Hồng Chí có cả trăm triệu, hay là bất cứ gì nào cũng không ai dám lập cái đạo nha. Nên nhớ, không phải một người bình thường mà dám lập ra cái đạo, nó sẽ phạm thượng với cõi thiên đó. Còn cái đạo này ra đời là tất cả 36 tầng trời, chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh luôn, nhất là mấy ông công giáo ở trên núi có ra điện thờ ông giáo, là cái đền Thánh Tử Đạo, 100 ông Thánh Tử Đạo thấy cái dấu này mà ổng lại hết. Tại em nói chuyện với mấy ổng hoài mà, Đa Minh Cẩm ông này ông kia là bên công giáo. Rồi mấy ông mà có cánh bữa hổm bay về núi nè, rồi xịt một đống bảo tiết cho tụi nghe nó không có lấy thành kiếp á, cũng phải phục dưới chân của cái dấu này. Cho nên cái dấu này á, nó rất là màu nhiệm. Không phải là việc làm màu nhiệm, mà tất cả những tầng trời gia hộ cũng giống